Lệ Quyên hé lộ món quà khủng dịp sinh nhật được tình trẻ Lâm Bảo Châu tặng. Lệ Quyên công khai món quà được Lâm Bảo Châu dành tặng trong ngày sinh nhật. Qua đây đủ để thấy tình cảm giặc giao mà anh dành cho người tình hơn tuổi. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Lệ Quyên đã đăng tải khoảng khắc đón sinh nhật hạnh phúc bên những người bạn thân thiết và đặc biệt là bên Lâm Bảo Châu. Trong lọt khoảng khắc cảm xúc mà Lệ Quyên đăng tải, cô còn hé lộ món quà cực kỳ giá trị mà người tình trẻ Lâm Bảo Châu dành tặng mình. Theo đó, Lệ Quyên tiết lộ Lâm Bảo Châu thường xuyên mang đến cho cô sự bất ngờ, kể cả khung cảnh tiệc sinh nhật vui tươi cũng được chính tay anh Trang Hoàng để mang đến hạnh phúc cho bạn gái của mình. Đặc biệt, khi khui món quà mà Lâm Bảo Châu tặng, Lệ Quyên còn hé lộ một bức thư tay do anh viết và xin dự kiến nội dung của lá thư này. Dù vậy, người hâm mộ cũng đoán rằng trong lá thư là rất nhiều tình cảm đông đầy của Lâm Bảo Châu dành tặng cho bạn gái của mình Bởi anh có phần ái ngại khi Lệ Quyên nhắc đến bức thư này Không chỉ có món quà về tinh thần Lâm Bảo Châu còn dành tặng bạn gái một đô sandal hàng hiệu Chứng minh cho sự quan tâm tinh tế của anh với bạn gái Lệ Quyên Nhận được những tình cảm này Lệ Quyên không giấu nổi niềm hạnh phúc Với nụ cười rạng ngời luôn nở trên môi Lệ Quyên vốn là nữ ca sĩ kinh tiến về chuyện đời tư Thời còn mặn nồng với doanh nhân đất huy, nữ ca sĩ rất ít khoe chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Ấy thế mà từ khi ly hôn và công khai chuyện tình với tình trẻ kém 12 tuổi, nữ hoàng phong tra ngày càng trẻ hóa và cũng dần cởi mở hơn về chuyện đời tư. Không ít lần lệ quyên rạ cẩu lương trên mạng xã hội với tình trẻ khiến nhiều người thích thú. Công khai yêu đương suốt 2 năm qua, cả hai chỉ cho thấy những khoảnh khắc ngọt ngào, mặn nồng bên nhau chứng minh sự bền chặt cũng như nghiêm túc trong vấn đề yêu đương của mình, đặc biệt vượt qua được không ít áp lực, thị phi từ dư luận. Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vẫn cho mọi người thấy tình yêu mãnh liệt mà cả hai dành cho nhau. Người hâm mộ vì thế cũng hy vọng cặp đôi sẽ sớm nên duyên vào chồng.